Hello, xin các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Chuyện Ngắn Tâm Màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hình ảnh chú lợn và những chiếc lá nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Chú lợn hôm nay mình sẽ tô màu hồng nhạt. Những chiếc lá mình sẽ tô màu vàng. Còn ở bên cạnh mình sẽ tô màu đỏ. Thank you.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh chú lợn hồng và những chiếc lá. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo.